Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với môn học. Hôm nay, cô sẽ dẫn các bạn chúng ta tìm hiểu nội dung Lật đổ chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản ra đời. Các bạn quan sát cho cô vào trên màn hình. Ở trên màn hình của các em là bảng niên biểu về các cái sự kiện quan trọng, đúng không? Thì ở đây cô sẽ có 3 cột. Thứ nhất đó là cột thời gian, thứ hai là cột sự kiện và thứ ba đó là cột kết quả, đúng không nào? Ở đây cô có 4 mốc thời gian. Thứ nhất đó là tháng 8 năm 1566, thứ hai là 1640-1688, thứ ba là 1775-1783 và thứ tư là 1789-1794, đúng không nào? Chúng ta sẽ có tất cả là 4 mốc thời gian, tương ứng với nó sẽ là 4 mốc sự kiện và sẽ là bốn cái kết quả, đúng là khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ ghi lại cho cô cái bảng này vào trong vở của mình nhé. Ở đây ta sẽ có mốc thời gian thứ nhất, các bạn hình dung này. Tháng 8 năm 1566 thì đi cùng với sự kiện đó chính là cách mạng Hà Lan, đúng nào? Tháng 8 năm 1566 là cách mạng Hà Lan. Cách mạng Hà Lan lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha. Lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha. Đấy là kết quả. Lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha. Ý thứ hai. Thời gian thứ hai, 1640-1688. 1640-1688. Cách mạng tư sản Anh. Cách mạng tư sản Anh. Kết quả: mở đường cho chủ nghĩa tư sản ra đời. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản ra đời. Và phát triển. Ra đời và phát triển. Đoạn thứ 3. 1775-1783. 1775-1783. 1775-1783. Chiến tranh giành độc lập ở các thuộc địa Anh. Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Bắc Mỹ. Kết quả: giành độc lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ra đời. Giành độc lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ra đời. Độc lập ra đời. Gian thứ tư, 1789-1794. Sự kiện: cách mạng tư sản Pháp. Cách mạng tư sản Pháp. Kết quả: lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Chúng ta ghi xong chưa? Rồi, chúng ta sẽ có sự kiện tiếp theo. Năm 1000, chúng ta vẫn có 3 cái cột, đúng không? Ta vẫn một bảng niên, chúng ta sẽ có một bảng niên biểu có 3 cột. Một là thời gian, hai là sự kiện, ba là kết quả. Chúng ta có 3 sự kiện: thời gian, sự kiện và kết quả. Thời gian năm 1800, chúng ta sẽ có mốc thời gian 1868, 1871, 1911, 1914 và 1918. Đúng không? Chúng ta sẽ có 4 mốc thời gian như vậy. Bạn ghi nhé cho cô nhé. Thời gian năm 1868. Đây là sự kiện gì nhỉ? Duy Tân Minh Trị, đúng không? Sự kiện Duy Tân Minh Trị. Thế còn kết quả thì sao nhỉ? Kết quả đâu? À, đấy là 1771,
1871, sự kiện của chúng ta chính là công xã Paris, đúng không nào? Ai nhớ tiếp cho cô, năm 1911 thì là sự kiện gì? 1911 là sự kiện gì? Không ai nhớ. Không nhớ luôn. Sự kiện đây chính là cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc nhá. Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc. Thế tiếp, năm 1914, 1918, sự kiện gì? Cũng quên luôn. Đó chính là chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đúng không? Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đó, đấy chính là các cái mốc thử sự kiện lớn trên thế giới. Học suốt rồi mà bây giờ lại quên hết, đúng không nào? Nào, cô nhắc lại, chúng ta sẽ có 4 sự kiện thời gian. Cùng với đó chính là 4 sự kiện, đúng không nào? Thời gian thứ nhất đó là 1868, sự kiện chính là Duy Tân Minh Trị. Thứ hai, 1871, 1871 là công xã Paris, đúng không nào? Thứ ba, 1911 là cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc, đúng không nào? Thứ tư, 1914, 1918 đó là chiến tranh thế giới lần thứ nhất nhá. Tiếp đến cùng với thời gian, cái là kết quả cách mạng Duy Tân Minh Trị thì là Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, còn công xã Paris thì sẽ lật đổ chính quyền giai cấp tư sản, đúng không nào?